Nay thì bé lem nhà mình nhìn có vẻ to hơn một xí rồi các bạn. Mình vẫn đang đợi nó lên được tới size có thể ăn được chuột. Ăn binh kia bổ sung sẽ giúp nó lớn nhanh nhiều hơn so với bây giờ. Công nhận là nuôi bọn bullfrog này thật là dễ luôn á. Nó ăn cái gì cũng được hết á. Bữa con lem nó nhảy ra khỏi thau mém tí vô miệng con heo quay rồi. Cũng may là mình chụp nó kịp, không thì con quay sẽ có một bữa no nê luôn. Tụi ếch cây cũng bắt đầu lớn rồi các bạn. Ếch cây công nhận là được cái dạ dày nó không có đáy. Nó ăn liên tục. Bây giờ cái chuồng cũ đã không còn vừa với bọn nó rồi. Chắc sắp tới mình sẽ làm một cái tăng khác to hơn cho bọn nó. Chứ để vậy chắc toang sớm. Nhìn chung thì nuôi ếch cũng nhàn thôi các bạn. Nắm được nguyên lý chăm và nuôi thì cái gì cũng dễ. À mà quên, bữa mình qua HT thì gặp một con budget frog bao láo luôn. Kiểu chọc nó một xí mà nó hét như vậy nè. Mà nó giữ kinh luôn á các bạn. Kiểu muốn lao vào mình để cắn vậy đó. Đồ ếch chó.